Nên là được giới thiệu là cái chị làm cái phần MBA, mà tôi là trưởng khoa quản trị cho nên là nó cũng hợp cái chuyên ngành ấy, cho nên là mới mạn phép là cùng trao đổi cái chị. Anh mà không vay nợ thì anh không còn là cái hộ người nữa. Doanh nghiệp mà không vay nợ thì không ai người ta gọi cái thằng giám đốc là nhà doanh nghiệp cả, nó gọi là thằng chòi doanh nghiệp, thằng lều doanh nghiệp, nhà đâu mà nhà. Nhưng mày vay dài quá thì mày là thằng lã bố, gọi là đòn bẩy tài chính bị dài, kéo cần lên gãy cần sập bẫy tài chính. Các chú vừa rồi sập hết, trong lớp này bao nhiêu phần trăm sập, có điều không dám nói thôi. Cưỡi xe mới dám đi hoành tráng lắm, nhưng trong bộ cũng lo ngày ngày. Hiện nay trong lớp này, các doanh nghiệp đang ngồi trong lớp này, có anh thì chết khoản phải thu, xin lỗi đái ra quần, lo chết mẹ bán chiều. Bây giờ lính mình bản thân nó cũng chạy, rất nhiều doanh nghiệp ở trong này đang chết khoản phải trả. Mẹ mua chịu của nó, bây giờ dòng tiền không có, hầu như đóng máy trốn. Và rất nhiều ông đến lớp này là vì tôi đang trốn khoản phải trả, chứ không phải tôi đi học không, không đừng có giấu tôi. Rất nhiều em trong lớp này khốn khổ khốn nạn vì tồn kho, đặc biệt là đám điện máy, đặc biệt là đám máy lạnh, người mày chết mày tồn như núi mà không thể nào bán được. Mà đau đớn nhất là tồn bất động sản. Cái gì à, mẹ suốt năm vừa rồi một căn chung cư cao cấp không bán được. Thế cho nên là như là gái hoa hậu, gái đẹp nó y chung cư cao cấp, cho nên gái đẹp rất khó lấy chồng vì thằng nào thích, nhưng mà lượng sức chăng đến lượt mình, cho nên cô đơn lắm, đừng có tưởng đẹp nó ngon lắm. Cái thứ hai là cái con xấu như thi nở, cả đời không lấy chồng được, đó là cái nhà rẻ rách khó bán lắm. Còn cái nhà mà 800 đến tỷ 2 thì mẹ dễ bán lắm á. Cho nên gái mà cứ tầm trung trung đắt hàng lắm, có đúng không? Một buổi tối các anh chị đến đây lẽ ra thì cũng đi uống cà phê nhậu thì cũng hết thôi, cho nên tôi chịu khó mình trao đổi. Thế là mình cầm những kiến thức này, có bạn gái chẳng hạn, mẹ tôi nói lấy những cái năm cái tôi nói chuyện với gái không cũng đáng học. Ngồi nói chuyện em biết xuất khẩu suy thoái, em có biết nhập khẩu suy thoái đấy, em cứ nói kinh tế tri thức, kinh tế tri thức là nhiều máy tính à, để anh nói cho con. Nói y như tôi nói, tôi đảm bảo gái không chết mới là lạ. Công nhận anh này, thế mà em không biết, anh hay ghê. Nào, bây giờ kiểm điểm. Em với cả người bạn trai của em á, em có trân trọng chú về tâm hồn không? Tâm hồn tức là đàn ông, nó ra thằng đàn ông. Chứ đàn ông mà đo lọ nước mắm, đếm củ du hành là không có hồn. Thế là chúc mừng em. Về mặt tri thức có thấy chú hơn mình không? Hơn à? Tuyệt vời. Nhìn thấy chú có ham không? Nói thật, nói dạo là nó quy vào cái tội lừa thầy phản bạn có không? Mẹ chú đẹp thế này mà dây kinh. Và người phụ nữ họ nhạy cảm đến mức họ chỉ mất 4 giây họ có thể đánh giá được kẻ đối diện, cái độ nhạy của nữ. Nhưng người đàn ông phải mất 8 giây mới biết kẻ đối diện tên là gì, chẳng có nhiều. Và từ đấy là làm một tiếng rưỡi rồi, em hoàn toàn có thể đánh giá được ông thầy rồi. Nào, bắt đầu so sánh cái người của em chú ấy với ông thầy. Một, về tâm hồn chú hơn hay thầy hơn? Chú hơn, chú hơn. Về tri thức chú hơn hay thầy hơn? Thầy hơn, mẹ hoè một đều. Bây giờ nhìn cho nó kỹ. Còn cái cuối cùng để xem em yêu thằng nào hơn. Nhìn thấy thằng nào phê hơn nói. Thầy hơn. Thầy hơn. Thấy chưa? Rõ ràng là nó ôm thằng chồng mà nó nghĩ đến thằng thầy, thế chứ. Các chú bây giờ các chú khôn lắm, các chú xây nhà. Xong bắt đầu kêu thầy phong thủy về, bắt đầu xây cái bùng binh ở đây, hòn non bộ phong thủy. Không phải phong thủy đâu, mẹ chú gian lắm. Chú xây cái chỗ này để nếu có gì con vợ nó dí có chỗ mà chạy, thế chứ. Mà chạy vòng tròn thì biết thằng nào đuổi thằng nào. Chú gian là chứ đâu. Xong đến cơ quan thì mẹ bắt đầu chém gió. Mẹ công nhận lúc đàn bà nó sợ nó chạy lẹ thiệt đúng không? Mày hôm qua tôi điên tôi đuổi con vợ mà tôi dí mang được. Thực ra nó dí với cậu dí. Cho nên học
về quản trị là vận dụng nhìn cái gì cũng thấy á. Cái chi không có chiến lược cái chỉ chết, nhưng mà linh hồn của chiến lược là phải là đây là khâu khó nhất. Và một cá nhân biết mình là ai thì phải quan sát đánh giá của người ta, và thường từ 3 đến 5 năm mới biết mình là ai. Thường người ta đánh giá không đúng, và đây chính là nguyên nhân của ế chồng. Chị nào cũng đánh giá mình hoành tráng, mẹ em mà lấy cái thằng ấy không dám đâu, em là phải đan chuồng. Mẹ đến là đến 29 tuổi chả thằng ma nào bắt đầu hạ tiêu, hạ chuẩn thật được gọi lam chuồng cũng được. Mẹ nó cuối cùng về sang tuổi 31 thật rồi rồi trường chưa lần ha, xong cuối cùng lấy được súng trường hay sân trường là giỏi lắm rồi, ở ra đường đúng không? Cho nên là các anh chị ơi, quản trị là thế. Thế là có một cái môn họ dạy mình cách đánh giá công ty, lập chiến lược công ty. Thế lập chiến lược công ty xong rồi ấy, thì các anh chị phải biết tổ chức hành động nó. Cái tổ chức của các anh chị hiện nay nó có tình trạng thế này. Trong cái công ty đó, tranh chấp nhiệm vụ và bỏ trống trận địa. Chỗ nào dễ là các phòng ban nó làm, còn chỗ nào khó là nó nhè. Thông tin từ dưới lính đi lên sếp hoàn toàn tắt. Sếp quan liêu trọng đại luôn, ngồi khẩn cả. Lính lên báo cáo gì mẹ biết đó, biết đâu rồi. Biết rồi. Thực ra không biết gì cả. Lệnh từ trên xuống hoàn toàn bị tắt. Nhưng mà gay go nhất của tổ chức công ty các chị là phối hợp ngang không được. Hai thằng phòng ban không thằng nào nói được thằng nào. Các chị nên nhớ được đâu. Thế là phải học quản trị xong thì mới biết chứ. Thế về mình chữa ngay đi, đánh giá lại cái mạnh của mình, sợ quái ở chúng nó. Nhưng nó mạnh hơn thì phải biết sợ. Người trưởng thành là người biết dùng mình, chứ không phải người trưởng thành là người trên 10 thằng. Còn ông 40 mà ông gặp ai ông cũng tình tướng, mày không sợ mày nha, tao cho mày luôn á. Đó là kẻ nhóc con. Các anh chị ạ, quê hương là chùm khế ngọt, nó định nghĩa rõ lắm. Nên sức mạnh nó là kiềm chế, kiềm chế nó là sức mạnh. Sức mạnh nó là kiềm chế. Khi người ta tát vào mặt mình phải luyện đến mức không tát lại. Sức mạnh bắt đầu xuất hiện. Nó nhổ nước bọt vào mặt nó. Lâu không nhổ lại. Siêu sức mạnh. Nó nhổ nước bọt vào mặt. Cái mẹ mà không thèm lau để tự nó khô. Sức mạnh tuyệt đối. Chứ còn cái ngổ ngáo ấy tôi nói thật để che lấp cái bản lĩnh bên trong thôi. Bây giờ tôi sẽ nhổ nước bọt vào mặt em để tôi đo sức mạnh, ok? Vì quyền nhổ là quyền tôi, còn quyền làm gì là quyền em. Thế vợ tôi nấu cho nồi canh cá ngon 7 điểm, chỉ khen mức 7 thôi. Mẹ hồi tôi mới học quản trị ấy, tôi về tôi khen 10 cho mẹ phê luôn. Mà cái đàn bà Việt Nam nó chiều chồng cái chị ơi. Nó thấy thằng chồng khen ngon, mẹ nó cho ăn một tuần canh cá. Cá nó lòi cho cái tội khen láo. Thế sao mà thù ông thầy mà vẫn thù à? Và phải khen đúng lúc xảy ra sự việc. Vậy thì nó nấu cho nồi canh cá ăn phải khen tại mâm cơm. Cái thằng đàn ông Việt Nam không thể chấp nhận. Ra trường ăn xong chợt mãn chợt mối phi mẹ giờ ngủ 12 giờ đêm chợt tỉnh giấc chợt nhớ đến nồi canh đã con vợ dậy. Cái gì anh? Chính thức khen em canh chiều ngon. Mẹ nó lấy gối nó nhét mồm mày. Có hiểu không? Phải khen mới được. Thế nếu tối chồng nó hoàn thành nhiệm vụ thì khen nó sao? Gút. Chứ gặp cái thằng chồng dễ thương ngồi bắt đầu thực hiện đúng 4 bước cho đàng hoàng, bắt đầu vào trận cái là khởi động. Xong đấy vượt chướng ngại rồi. Tăng tốc rồi mấy gì? Về đích. Mẹ nỡ tao nó thật là tát vào mặt. Mẹ người chứ bà mày đang muốn về đích mà cứ khởi động hoài. Có đúng thế không? Nói coi. Đúng mà. Cho nên là tôi đang nói doanh nghiệp phải làm gì đúng không? Các anh chị học, các anh chị tôi có cơ hội tôi nói quản trị tài chính thực hành cho các anh chị coi. Lãnh đạo là phải đổi.
tổ chức là phải thay đổi ngay, ngay hôm ngày mai làm liền, già lại, đúng không? Các anh chị thấy bất ngờ luôn. Tôi về công ty thôi, tôi chỉ cắt, báo cắt. Thằng nào thấy đăng lên mạng internet, báo lại phòng vụ, báo cho tao. Nó tăng được một khoản tiền, nước tăng một khoản tiền, quản trị cái điện thoại tăng khoản tiền, điện rất tởm. Tôi chưa làm cái gì mà tự nhiên một tháng lãi mẹ gần nửa tỷ bạc.